Xin cảm ơn Thẩm phán trưởng Roberts, Tổng thống Carter, Tổng thống Clinton, Tổng thống Bush, Tổng thống Obama, cùng người dân Hoa Kỳ và người dân trên toàn thế giới. Chúng ta, công dân của Hoa Kỳ, đang tham gia vào nỗ lực quốc gia lớn lao để tái thiết đất nước, cũng như là khôi phục lại lời hứa với toàn thể người dân. Chúng ta sẽ cùng nhau quyết định hướng đi của Hoa Kỳ và cả thế giới trong rất nhiều năm tiếp theo đây. Chúng ta sẽ đối mặt với nhiều thách thức và sẽ đương đầu với những khó khăn, nhưng chúng ta sẽ làm được. Cứ mỗi 4 năm, chúng ta lại tập hợp lại trên những bậc thềm này để thực hiện quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình và trật tự. Chúng ta biết ơn Tổng thống Obama và đệ nhất phu nhân bà Michelle Obama vì sự trợ giúp đầy tử tế của họ trong suốt quá trình chuyển giao này. Họ thật tuyệt vời. Xin cảm ơn. Thank you. Today's ceremony, however, tuy nhiên, buổi lễ hôm nay có ý nghĩa rất đặc biệt, bởi vì ngày hôm nay, chúng ta không chỉ đơn thuần là chuyển giao quyền lực từ một chính quyền sang chính quyền khác, hay là từ một đảng này sang đảng khác. Chúng ta đang chuyển giao quyền lực từ Washington, D.C. và đưa nó trở lại với các bạn là người dân của chúng ta. Từ lâu, một nhóm nhỏ ở thủ đô đã thu lợi từ chính phủ, trong khi người dân thì chịu thiệt. Washington đã phát triển mạnh mẽ, nhưng người dân thì không được hưởng chung sự giàu có này. Các chính trị gia ngày thì càng thành công và phát đạt, nhưng việc làm thì lại ra đi, các nhà máy thì đóng cửa. Tầng lớp lãnh đạo bảo vệ chính họ, chứ không phải là người dân. Chiến thắng của họ không phải là chiến thắng của chúng ta. Trong khi họ sung sướng ăn mừng tại thủ đô, thì những gia đình đang gặp khó khăn trên khắp mọi miền của đất nước lại không có điều gì để mà vui mừng. Tất cả những điều đó sẽ thay đổi ngay tại đây và ngay bây giờ, bởi vì thời điểm này là thời điểm của tất cả các bạn, nó thuộc về các bạn. Nó thuộc về tất cả mọi người tập trung ở đây ngày hôm nay và cả những ai đang theo dõi trên khắp đất nước Hoa Kỳ. Hôm nay là ngày của các bạn. Đây là đại tiệc của các bạn và đây, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là đất nước của các bạn. Vấn đề thực sự không phải là đảng nào kiểm soát chính quyền, mà là chính phủ của chúng ta có được người dân kiểm soát hay không. Ngày 20 tháng Giêng năm 2017 sẽ được nhớ đến như là ngày mà người dân trở lại, trở thành những người cai quản đất nước. Những người đàn ông, những người phụ nữ bị lãng quên của đất nước sẽ không còn bị lãng quên nữa. Mọi người giờ đây đang lắng nghe các bạn. Hàng chục triệu người giống như các bạn đã trở thành một phần của phong trào lịch sử, điều mà thế giới chưa từng thấy trước đây. Tâm điểm của phong trào này là một tín điều trọng yếu rằng quốc gia của chúng ta tồn tại để mà phục vụ người dân. Người Hoa Kỳ muốn những ngôi trường tốt cho con em, môi trường sống an toàn cho gia đình mình và công ăn việc làm tốt cho chính bản thân họ.
Đó hoàn toàn là những nhu cầu chính đáng và hợp lý của những con người chính trực và dư luận chính trực. Thế nhưng với rất nhiều người dân chúng ta, một thực tế khác vẫn đang tồn tại. Đó là các bà mẹ và trẻ em thì ngập trong nghèo đói ở các thành phố. Những nhà máy lụi tàn nằm rải rác như các bia mộ khắp mọi nơi trên đất nước. Một hệ thống giáo dục được chi rất nhiều tiền, nhưng lại để những học sinh trẻ trung xinh đẹp của chúng ta thiếu hụt đi kiến thức. Và tội phạm, băng đảng, ma túy cướp đi quá nhiều sinh mạng, tước đoạt của đất nước quá nhiều tiềm năng chưa được nhận ra. Hành động giết chết nước này phải chấm dứt tại đây, ngay tại lúc này. Chúng ta là một quốc gia, nỗi đau của họ cũng là nỗi đau của chúng ta. Giấc mơ của họ là mơ ước của chúng ta, và thành công của họ cũng là thắng lợi của chúng ta. Chúng ta có chung một trái tim, một mái nhà và một số phận vinh quang. Lời tuyên thệ nhậm chức của tôi hôm nay là lời thề trung thành với toàn thể công dân Hoa Kỳ. Trong nhiều thập kỷ, chúng ta đã làm giàu cho các tập đoàn nước ngoài bằng cái giá của nền công nghiệp Mỹ, chi tiền cho quân đội của các nước khác, trong khi lại để cho quân đội chúng ta cạn kiệt nguồn lực một cách đáng buồn. Chúng ta phải bảo vệ biên giới của các nước khác, trong khi họ không chịu bảo vệ biên giới của chúng ta. Chúng ta đã chi hàng nghìn, thậm chí hàng nghìn tỷ đô ở nước ngoài, trong khi cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ đang rơi vào tình trạng xuống cấp và hư hỏng. Chúng ta làm giàu cho các nước khác, trong khi sự thịnh vượng, sức mạnh, sự tự tin của đất nước lại tản mát ở ngoài đường chân trời. Các nhà máy lần lượt bị đóng cửa và rời khỏi đất nước mà không mảy may suy nghĩ đến hàng triệu công nhân Mỹ đã bị bỏ lại phía sau. Của cải của tầng lớp trung lưu thì bị tước đoạt khỏi ngôi nhà của họ để rồi phân phát đi khắp nơi trên thế giới. Nhưng đó đã là quá khứ, và bây giờ chúng ta chỉ nhìn về tương lai. Ngày hôm nay đây, chúng ta tập hợp lại để dõng dạc đưa ra một sắc lệnh sẽ vang vọng ở mọi nơi, mọi thành phố, khắp nơi trong thủ đô, trong và ngoài mỗi trụ sở quyền lực. Từ ngày này về sau, một tầm nhìn mới sẽ dẫn dắt đất nước. Từ nay về sau, sẽ chỉ có một Hoa Kỳ trước tiên, lợi ích của Hoa Kỳ được đặt lên hàng đầu. Mọi quyết định về thương mại, thuế, xuất nhập cảnh và đối ngoại sẽ đều nhằm mang lại lợi ích cho người lao động và gia đình Hoa Kỳ. Chúng ta phải bảo vệ biên giới khỏi sự tàn phá từ những nước sản xuất sản phẩm của chúng ta, ăn cắp công ty của chúng ta và hủy hoại công việc của chúng ta. Việc bảo hộ hàng nội địa sẽ chỉ dẫn đến sự thịnh vượng và giàu mạnh. Vì các bạn, tôi sẽ chiến đấu không ngừng nghỉ và tôi sẽ không bao giờ làm các bạn thất vọng. Nước Mỹ rồi sẽ lại chiến thắng và chiến thắng vang dội chưa từng thấy. Chúng ta sẽ mang việc làm, biên giới, sự thịnh vượng và cả những giấc mơ quay trở lại.
Chúng ta sẽ xây dựng những con đường, cầu đường, sân bay, đường hầm và đường sắt mới trên khắp đất nước tuyệt vời của chúng ta. Và chúng ta sẽ đưa cả những người sống bằng trợ cấp trở lại làm việc để mà xây dựng đất nước bằng chính bàn tay và sức lao động của Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ thực hiện theo hai quy tắc rất đơn giản: mua hàng Mỹ và chỉ thuê người Mỹ. Chúng ta sẽ thúc đẩy tình bạn và thiện chí với các quốc gia trên thế giới. Nhưng chúng ta làm vậy với sự thấu hiểu rằng tất cả quốc gia đương nhiên phải đặt lợi ích của chính mình lên trước. Chúng ta không tìm cách áp đặt cuộc sống của mình vào bất cứ ai mà để nó tỏa sáng như một tấm gương. Chúng ta sẽ tỏa sáng cho mọi người noi theo. Chúng ta sẽ củng cố những liên minh cũ và tạo nên những liên minh mới và rồi đoàn kết thế giới văn minh để chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan, là thứ mà sẽ bị chúng ta xóa bỏ hoàn toàn khỏi thế giới này. Nền tảng của nền chính trị chúng ta sẽ là sự trung thành tuyệt đối với nước Mỹ, và thông qua lòng trung thành của các bạn với đất nước, chúng ta sẽ tìm lại được sự trung thành lẫn nhau. Khi bạn mở lòng bằng tình yêu nước, sẽ không còn chỗ cho định kiến. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng thật tuyệt vời và dễ chịu khi người dân của Chúa sống đoàn kết cùng nhau. Chúng ta phải nói ra suy nghĩ của mình một cách cởi mở, tranh luận những bất đồng một cách thẳng thắn, nhưng luôn theo đuổi sự đoàn kết. Khi nước Mỹ đoàn kết thì sẽ không ai có thể cản bước được đất nước chúng ta. Chúng ta không nên sợ hãi. Chúng ta được bảo vệ và chúng ta sẽ luôn được bảo vệ. Chúng ta được bảo vệ bởi những người lính trong quân đội và lực lượng hành pháp. Và quan trọng nhất là chúng ta được bảo vệ bởi Chúa Trời. Cuối cùng, chúng ta phải nghĩ lớn và mơ ước còn lớn hơn nữa. Tại đất nước này, chúng ta hiểu rằng một quốc gia chỉ tồn tại khi chúng ta cố gắng. Mọi người không tiếp tục chấp nhận những chính trị gia chỉ biết nói mà không biết làm, không ngừng than phiền nhưng chẳng bao giờ làm gì để mà cải thiện. Thời của những lời nói suông đã qua rồi. Bây giờ là thời của sự hành động. Đừng cho phép bất cứ ai nói với bạn rằng việc đó không thể thực hiện được. Không có thách thức nào có thể so bì được với lòng nhiệt huyết, ý chí cũng như là tinh thần chiến đấu của Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ không thất bại. Đất nước chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng hơn bao giờ hết. Chúng ta đang ở thời khắc ra đời của một thiên niên kỷ mới, sẵn sàng mở khóa những bí ẩn của không gian, giải phóng hành tinh khỏi những nỗi đau bệnh tật và khai thác các nguồn năng lượng, công nghiệp cũng như là công nghệ của ngày mai. Một niềm tự hào quốc gia mới sẽ khích lệ bản thân của mỗi một người, nâng tầm nhìn của chúng ta lên cao hơn cũng như là hàn gắn sự chia rẽ. Giờ là lúc nhớ đến câu châm ngôn mà binh sĩ của chúng ta sẽ không bao giờ quên, rằng cho dù chúng ta là người da màu, da nâu hay là da trắng, thì chúng ta đều mang cùng một dòng máu đỏ yêu nước. Chúng ta đều hưởng sự tự do vinh quang giống nhau. Tất cả mọi người đều đứng nghiêm trang để mà chào lá quốc kỳ Hoa Kỳ. And whether a child is born,
Dù là một đứa trẻ được sinh ra ở khu đô thị mới ở Detroit hay vùng đồng bằng lộng gió của Nebraska, thì chúng ta cũng đều nhìn lên một bầu trời đêm, mang trong mình những giấc mơ giống nhau và cùng được trao hơi thở sự sống bởi cùng một đấng tạo hóa toàn năng. Bởi vậy, với toàn thể người dân Hoa Kỳ, trên khắp mọi thành phố gần xa, lớn nhỏ, từ vùng núi cho tới vùng biển, hãy lắng nghe những lời này. Các bạn sẽ không bao giờ bị bỏ quên nữa. Tiếng nói, hy vọng và giấc mơ của các bạn sẽ định hình số phận của đất nước này. Lòng dũng cảm và tử tế cùng tình yêu của các bạn sẽ mãi mãi dẫn dắt chúng ta trên con đường đó. Cùng nhau, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ giàu có trở lại. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ tự hào trở lại. Và chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ an toàn trở lại. Tôi xin lặp lại, cùng nhau chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Xin cảm ơn Thượng Đế phù hộ các bạn và Thượng Đế phù hộ cho Hoa Kỳ. Và đó là bài diễn văn ngắn gọn của Tổng thống Donald Trump.